Chuyển sang phần tin tức quốc tế. Sau 20 ngày tranh tài sôi nổi và quyết liệt, SEA Games 32 đã chính thức khép lại vào tối ngày hôm nay với lễ bế mạc trên sân vận động Morodok Techo ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Buổi lễ bế mạc diễn ra đơn giản, ngắn gọn nhưng cũng rất đặc sắc. Ban tổ chức cũng điểm lại thành tích của các đoàn thể thao, trong đó Việt Nam nhất toàn đoàn với 136 huy chương vàng, 105 huy chương bạc và 114 huy chương đồng, bỏ xa đoàn Thái Lan ở vị trí thứ hai với 108 huy chương vàng. Với khẩu hiệu thể thao sống trong hòa bình, SEA Games 32 thu hút gần 13.000 vận động viên từ 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á tranh tài ở 37 môn thể thao với 583 nội dung. Phần cuối của lễ bế mạc SEA Games 32 là màn trao cờ đăng cai SEA Games 33 cho Thái Lan, nước chủ nhà của đại hội tiếp theo sẽ diễn ra vào cuối năm 2025.